là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Quỳ, mày có trong đó không vậy? Quỳ ơi, Quỳ, mở cửa coi. Quỳ, mở cửa ra coi. Mày có nghe tao nói không vậy? Mở cửa ra. Ông bị điên hả? Sáng sớm làm gì ông sùng vậy? Mày kêu nó đi về nhà ngay, nhanh lên. Nó là bạn gái của tôi, nó ở với tôi thì sao? Tao yêu cầu mày kêu nó về nhà đi học, còn mày lo kiếm việc đi làm đi, đừng có phá nát tương lai con người ta giống như mày vậy. Ông dạy đời ai hả? Thằng này không có lý do gì phải nghe lời của ông hết. Tưởng làm giám đốc là ông ngon hả? Thằng này không ngửa tay xin tiền cũng dư tiền xài. Ok, mày đừng có ý đi, ba mẹ có tiền rồi không lo ăn học, sau này có chuyện gì ai lo cho bản thân mày? Trời sinh trời nuôi anh trai mày. Cảnh báo anh nè, còn quậy nữa là đổ máu nha. Huy và Hòa là anh em ruột, nhưng cả hai có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì thành đạt, một người thì chỉ biết chơi bời hút hít. Nhiều lần khuyên em nhưng không hề có kết quả, mà càng làm cho họ mâu thuẫn hơn. Trời ơi, em còn chưa về nữa. Họ anh Hoài về là có chuyện đó. Nè, ô xin mà nhiều chuyện quá vậy. Đứng đây múa mờ một hồi là bị đuổi đó. Ở đây á, anh Hoài thuê tôi thì anh Hoài mới có quyền đuổi. Anh là ai mà đòi đuổi tôi? Đúng rồi đó. Nhà này mày không có quyền hạn gì hết. Còn Nguyên nữa, em đi về nhà của em đi. Em còn đang đi học, đi theo thằng này không có tương lai đâu. Trời ơi anh Hòa, anh Huy thôi đi anh. Hai má mà thấy camera, thấy hai anh đánh nhau là không có xong đâu. Thôi đi anh ơi, bỏ đi. Tuy làm em, nhưng Huy nhiều lần chủ động đánh đấy anh mình khi có chuyện gì không vừa ý. Làm anh thì Hòa rất ức chế, nhưng cũng không dám động tay chân vào em mình, mà chỉ lớn tiếng qua lại. Ông thích cái gì ông vô đây nè. Ông đừng, ông thử ông lớn, ông muốn làm gì mà hả? Huy, hay là mình ra ngoài ở đi anh. Ở trong đây anh Hòa nó hoài mệt quá. Em bị điên hả? Cái ngoài chế độ cho con quen bắt hả? Ông nói gì thì kệ ông, nhà này của ba mẹ chứ bộ của ông hả? Anh còn đồ không? Thì đúng không? Cá nhân Huy là một người nghiện ngập sống cùng bạn gái mới lớn. Họ không hề ý thức rằng chất ma túy sẽ làm nguy hiểm đến bản thân, cũng như những hành động không thể kiểm soát, nên mặc sức đi tìm mua để sử dụng. Hàng hôm nay lên giá nha. Giá bao nhiêu cũng chơi hết, chủ yếu là đồ phải ngon. Hàng của anh thì mày biết rồi, bao ngon.
anh, mình đừng có qua nhà anh chơi nữa. Ông ngoại không biết mình liên lụy tới nhà em, phiền lắm. Em đừng có lo, không có ở đâu mà an toàn bằng nhà anh hết. Ông quà mà lén phén, không có yên với anh đâu. Thôi đi về lẹ đi. Trong lần sử dụng quá liều làm bạn gái sốc thuốc đến chết, thay vì ân hận và ra trình diện với cơ quan công an thì người thanh niên này bỏ trốn. Mày thấy được hậu quả mày chưa? Đi theo tao. Buông ra. Tại nó tự chơi với bộ, ai ép nó đâu. Mày lớn hơn nó, mày rủ lên nó chơi, bây giờ mày đổ thừa nó hả? Ai nói với ông là tôi rủ ghê nó? Tao không có đâu coi với mày nữa. Bây giờ mày lên công an trình diện đi. Lên công an trình diện cho người ta cộng đầu tôi hả gì? Chẳng thà mày lên công an trình diện sẽ được nhẹ tội, chứ bỏ trốn tội càng nặng thêm đó. Ông đi điên hả ông Hòa? Không có ai bắt em mình ở tù hết. Tao không biết, mày đi theo tao. Mặc cho Hòa khuyên bảo cũng như nhiều lần đi tìm để Huy hiểu rõ trách nhiệm mà cho cơ quan công an trình diện, sau đó đi cai nghiện và làm lại cuộc đời, nhưng đều bị em mình hành hung và cá nhân Huy cũng nhờ bạn đưa đi trốn nơi khác. Chị tao quá chồng. Nó ở đây mình. Tao nói chuyện bả rồi. Mày ở đây phụ bả chăn dịch đi. Có cái nghề nào khác không ba? Nhưng mày nghĩ sao tao chăn dịch bả? Đòi hỏi quá vậy. Tao khó khăn lắm mới xin được bả cho mày vô đi làm. Giờ mày không làm, tao biết cách nào giúp mày được. Thôi được rồi, làm đại đi. Tới đâu tính tới đó. Thằng hôm bữa mày nói hả? Rồi cái đầu tóc vàng khè vậy nhắm làm được không? Trời, chị cứ yên tâm. Dăm ba cái này có khó khăn gì đâu. Ừ, thằng nào vô cũng nói câu đó hết trơn á. Rồi nữa cũng kiếm chỗ khác làm à. Tao nói nghe này nha, làm được thì làm, chứ tao không có cả nể ai đâu đó. Rồi rồi, biết rồi mà. Được thì mình bữa đây làm luôn đi. Đức, hôm giờ mày có gặp thằng Huy không? Không, em không biết. Thôi, mày đừng có giấu anh nữa. Anh hỏi hết tất cả nhóm bạn bè của mày với thằng Huy rồi. Tất cả tụi đó đều nói mày đi chung với thằng Huy. Mày biết thì chỉ anh,
chứ nó đang nghiện ngập mà giấu nó như vậy thế nào cũng xảy ra chuyện à. Mệt anh quá, em nói là không biết rồi mà. Đức. Do Đức. Không biết Huy nghiện ngập nên bà Đức đã giới thiệu Đức. Bạn đến nhà chị họ làm việc và ở lại đó. Phần Hoa cũng dò hỏi nhiều nơi và cũng tìm đến chỗ Đức để có thêm thông tin về em mình. Mày thức coi. Thức. Mày làm gì mà tối ngày mày ăn với mày ngủ không vậy? Em cho dịch ăn rồi mà. Mày nói hay quá à. Mày cho dịch ăn ngày hôm qua á, xong rồi mày đi đâu mất tiêu luôn. Tới khuya lắc khuya lơ mày mới về. Rồi mày hôm nay mày coi kìa. Nhờ mày á, dịch tao nó sắp chết rồi kìa. Thì cho dịch ăn giùm em đi. Ủa, mày giống ông nội tao quá ha. Tao mướn mày về làm gì? Tiền tao bán dịch á, mấy trăm ngàn tao để trên đầu tủ á, mày có lấy không? Chị mắc cười quá, tiền của chị gì hỏi tôi. Mày mới mắc cười á. Trong nhà này có tao với mày mà. Tao không hỏi mày, tao hỏi ai? Nè, tao nói cho chị biết nha. Nhà này hơi bị giàu á. Chẳng qua là không muốn gọi ông bà già thôi. Mấy trăm ngàn làm khi ghê quá à. Mày không lấy sao mày biết trên đó có mấy trăm ngàn? Thì hôm bữa tôi thấy chị bán dịch cho bà Sáu. Hai ba con dịch thì mấy trăm ngàn thôi. Còn chị nghi tôi gì? Thôi tôi nghỉ, khỏi làm nữa. Tao mệt được quá. Từ đó tao nhớ tao để đâu ta. Mày á, ngủ xíu rồi cho dịch ăn liền nha. Ra đây. Vậy. Nè, tiền của chị tao mà lấy hả? Hả? Ừ, hôm bữa kẹt quá tao lấy đỡ. Bất quá ông bà già tao về trả lời gấp đôi. Cái vấn đề ở đây á, chị tao không có nghèo khó đến mức là phải đền tiền gấp đôi. May cho mày là hồi bữa tao nói với bả là tao lấy đóng tiền học phí. Chứ mà bả kiếm không ra mày chối cỡ nào bả cũng nghi à. Ừ thì mày làm vậy cũng được rồi. Cảm ơn mày nha. Ờ mà nè, nè. Nữa. Hồi bữa ông anh mày gặp tao, nói mày nghiện hả? Cha đó ông ghét tao rồi ông nói tao nghiện để ông kéo tao về nhà. Chứ mày nghĩ tao nghiện tao ở được với chị mày? Ờ. Làm gì thì làm. Chị tao là chúa ghét nghiện ngập đó. Bắt đừng đầu để có những của biểu tao. Hiện lạ nên Đức cũng dò hỏi rồi. Thay vì tìm hiểu cho thật kỹ về Huy thì người thanh niên này lại bao che một cách mù quáng cho đến khi... Chị Tâm ơi! Chị Tâm ơi! Ê, cái gì? Chị Tâm ơi! Anh Huy giúp việc nhà chị đang bị ngất ngoài kia kìa. Mà biểu hiện lạ lắm, giống như là bị nghiện vậy đó. Dắt chắc chị ra coi. Ở đâu vậy em? Hả? Anh ở đó kìa chị. Huy. Huy ơi. Huy. Em chạy về phòng trọ. Nói với Đức là chạy qua đây chở Huy đi bệnh viện gấp nha. Dạ nha. Dạ dạ. Đi lẹ nha. Phát hiện ra sự việc thì người nhà của Đức cũng yêu cầu người thanh niên này mang Huy đi nơi khác. Nhưng không thể về nhà và không có nơi nào để đi nên Huy tiếp tục ở nhà trọ của Đức. Mày đi ra đây. Sự việc đáng tiếc bắt đầu làm xảy sao mày ra thứ nghiện từ đây nhà tao vậy? Hả? Thì em đâu có biết nó nghiện đâu. Chẳng qua là bạn bè em mới giúp đỡ nó thôi. Mày ngu vừa thôi. Mày chơi mày biết lựa bạn mày chơi chứ. Rồi hôm bữa là nó lấy tiền tao. Rồi mày nói đỡ là mày lấy đóng tiền học đúng không? Thì em nghĩ nó đang khó khăn nên em mới giúp. Chứ em đâu có biết nào nó lấy tiền của chị. Mày hay quá, mày tốt bụng quá. Bây giờ mày giúp tao á, dẹp cái đống đó đi giùm nha. Chứ tao thấy mà nghiện ngập là tao nhức đầu lắm rồi đó. Đi lẹ lên. Nhanh. Mày vừa phải thôi chứ. Chỗ bạn bè tao giúp đỡ mày, giờ mày báo tao là sao? Hôm bữa đó chơi đồ hơi nhiều, nó sốc thuốc. Thằng nào chơi đồ cũng vậy. Tao biết hết chuyện của mày rồi. Tính là tao cũng ngu thiệt, không tìm hiểu trước chuyện của mày mà giờ để giúp mày. Tao bị liên lụy nữa chứ.
Con nhỏ đó nó chết là do nó chứ bộ tại tao hả? Với tao ở nhà chị mày, tao cũng làm việc chứ tao đâu ăn ở không. Nhưng mày là thằng nghiện, mày ở nhà với bà rồi ăn trộm tiền của bà nữa, tao bị bắn tiếng nè. Thì bây giờ tao không làm cho bà nữa, khỏi mày tiếng. Mày làm gì mày làm đi, đi đâu thì đi nhanh giùm tao một cái. Chứ giờ mày ở đây trước sau gì công an công đâu mày. Thì mày cũng cho tao ở vài bữa đi, giờ mày đuổi tao đi liền tao biết tao ở đâu. Đó là chuyện của mày, tao không quan tâm. Còn không gọi ông Hoàng qua. Mày gọi ông Hoàng qua đi. Ông ở đây tao đấm vô mặt ông luôn á. Mày hết thuốc chữa rồi. Alo ông Hoàng hả? Hòa, anh kêu thằng Huy về giùm em đi. Chứ bữa giờ nó ở nhà nghiện ngập, chị em đuổi nó rồi. Anh đã nói mày rồi, mà mày không chịu nghe. Bây giờ mày thấy chưa? Thì em cứ tưởng em với nó là bạn bè, cho nên em giúp cái gì được thì em giúp. Mà em cứ tưởng anh với nó có mâu thuẫn, cho nên... Mà bây giờ nó đang ở đâu? Thì nó đang ở trên phòng trọ của em á. Bây giờ mày lên công an trình diện đi. Lên công an trình diện cho người ta cộng đầu tôi hả gì? Hay quá, mày tốt bụng quá. Bây giờ mày giúp tao á, dẹp cái đống đó đi giùm nha. Chứ tao thấy mày nghiện ngập là tao nhức đầu lắm rồi đó. Với tao ở nhà chị mày, tao cũng làm việc chứ tao đâu ăn ở không. Nhưng mày là thằng nghiện, mày ở nhà với bà rồi ăn trộm tiền của bà nữa, tao bị bắn tiếng nè. Đi đâu thì đi nhanh giùm tao một cái. Còn không gọi ông vào qua, ổng ở đây tao đấm vô mặt không luôn á. Với tư cách làm anh của mày, tao không nhịn mày nữa. Một là bị theo tao về nhà, rồi lên công an trình diện. Hai là tao gọi cho ba mẹ giải quyết chuyện của mày. Nói cho ông biết luôn nè, cả cách 1 và cách 2 của ông tôi cũng không yên tâm. Bây giờ ông cút ra khỏi đây, còn không tôi đâm ông luôn. Đó, mày thấy chưa? Ba cái thứ chất kích thích nó làm được óc của mày mê muội gì đó, tao không có đợi coi mày nữa. Gọi ông làm gì tôi? Gọi cho ba mẹ hả? Hay là báo công an? Thì mày cứ chờ đó. Để tôi coi ông ra khỏi cái khu nhà trọ này được không? Mày... Cúi! Mày làm cái gì vậy? Bình tĩnh lại coi! Mày buông tôi ra! Bình tĩnh lại! Mày coi ông làm gì tao? Bình tĩnh lại! À. Đức! Đức! Đó! Xảy ra chuyện nữa rồi đó! Đưa lên bệnh viện đi! Không liên quan tới tôi! Không liên quan tới tôi! Quy! 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 Ban đầu chị có ý định dùng hung khí hù dọa cho Hòa sợ, nhưng Huy đã vô tình đâm trúng Đức, làm người thanh niên này mất mạng. Đến lúc người thanh niên này Đức bừng tỉnh, Đức thì sự việc Đức đã quá muộn màng. Đức! Đức! Nó chết rồi. Mày từ kẻ nghiện ngập bây giờ trở thành thằng giết người rồi. Bây giờ phải để cơ quan chức năng xử lý thôi. Hoa đã đến công an trình báo toàn bộ sự việc và cũng là nhân chứng duy nhất để cơ quan chức năng buộc tội Huy. Bản án tử hình là một bài học nghiêm khắc cho những thanh niên đang bước vào ngưỡng tuổi đôi mươi. Mày điên hả? Sáng sớm làm gì ông sùng vậy? Mày kêu nó đi về nhà ngay, nhanh lên. Nó là bạn gái của tôi, nó ở với tôi thì sao? Tao yêu cầu mày kêu nó về nhà đi học, còn mày lo kiếm việc đi làm đi, đừng có phá nát tương lai con người ta giống như mày vậy.
cả nhân Huy nên ý thức tương lai của mình dừng ngay việc rủ rê bạn gái hút khích. Mặt khác, Hòa nên ngồi lại nói chuyện tử tế với em mình một cách nhẹ nhàng tế nhị. Con bé My nó còn nhỏ, nó mới học tới lớp 11 thôi. Nó bỏ nhà theo mày như vậy là không có đúng. Thì tại nó yêu tôi. Cho dù nó yêu mày đi nữa thì mày cũng để nó học xong đi. Hơn hết, mày chưa có việc làm, mày muốn yêu nó, mày phải tính toán cho tương lai chứ. Tôi cũng đang xin tùm lum chỗ nè. Nhà mình thiếu gì việc làm, mày qua cơ sở của tao đi. Nhà mình cũng có cơ sở kinh doanh mà, mày bao phủ anh đi. Dù gì người trong nhà cũng hơn người ngoài. Làm đi làm, nhưng mà anh đừng có ỷ anh lớn rồi anh đì đọt tôi nha. Tao thương mày không hết, đì mày làm gì? Ừ, vậy đi. Có cái nghề nào khác không ba? Nhưng mày nghĩ sao tao chăn dịch ba? Đòi hỏi quá vậy. Tao khó khăn lắm mới xin được bả cho mày vô đi làm. Đức giúp bạn là điều tốt, nhưng nếu như phát hiện Huy có dính dáng đến chuyện mất cắp tiền bạc của gia đình, dù ít dù nhiều, thì người thanh niên này cũng phải để ý hơn đến bạn mình. Mặt khác, cũng nên có lời khuyên hữu ích để Huy thay đổi. Đức nên nghe lời Hòa khi anh trai của Huy nói em mình nghiện ngập. Vì ít nhiều khi trong gia đình có kẻ nghiện thì trước sau gì cũng có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thằng Huy nó nghiện ngập. Thiệt hả anh? Đúng rồi, chính nó lôi kéo con bé Quyên tuổi còn đi học về nhà hút khích, rồi con bé Quyên bị sốc thuốc chết ở trong phòng, cho nên nó mới bỏ trốn. Thì ra là như vậy. Hèn gì nó nhờ em đi kiếm việc và kiếm nhà cho nó ở. Bây giờ anh muốn gặp nó để đưa nó về cai nghiện, em giúp anh nha. Thôi được rồi, với cái tính của thằng này em chắc chắn là anh không gặp được nó đâu. Hay là anh lên gặp chính quyền địa phương nhờ họ vận động thì sẽ tốt hơn đó. Ờ,